Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới khu vực này, mình bắt gặp được một cái loài chú ngụ thứ hai. Nên mình làm video này để quay và giới thiệu tới mọi người loài cây chú ngụ này. Trong kênh YouTube của mình cũng đã có một video chia sẻ cho mọi người một loài cây chú ngụ. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người một cây chú ngụ thứ hai. Nó cũng là cây dây leo bằng thân cuộn mọi người. Và nó có một cái đặc điểm, đó là lá của nó thì có màu trắng xanh mọi người. Xanh nhưng mà màu hơi trắng trắng hơn so với cái cây chú ngụ kia. Cây chú ngụ kia thì lá của nó có màu xanh đét, nhưng mà cây này thì lại có màu trắng xanh. Lá cũng mọc phô le mọi người. Lá thì nhìn rất là mượt mà, và cũng rất là giòn. Và khi mọi người vo nát cái lá này và nhai trong miệng thì nó có vị rất là chua mọi người. Đồ chua nó sánh ngang với đồ chua của cây chua ngụt kia. Và nó có cái điểm khác biệt, đó là cái dây bánh tẻ và cái dây non của nó thì có màu xanh mọi người. Đây mọi người, có màu rất là xanh. Và khi về ra thì nó lại chuyển sang màu nâu đỏ như thế này mọi người này. Nâu đỏ giống như kiểu cái giấy chặt chiu. Nhìn bên ngoài cái thân da của cái giấy chua ngụt loại 2 này thì không gạt cái giấy chặt chiu đâu mọi người. Và cái lát cắt bên trong cũng vậy. Đây, nó cũng khá giống với lát cắt của giấy chặt chiu. Nó cực kỳ là giống luôn mọi người. Nó có màu hơi đỏ đỏ như thế này. Và cái thân này khi mà người nếm thì có vị chất chát này. Cái này nó được dùng để trị ăn uống phun tiêu này, đầy bụng này, rồi đi ngoài phân nát hay là kiệt lỵ, tiêu chảy, rồi dùng để trị nóng trống, viêm gan. Và một số nơi người ta dùng để trị các cái bệnh về xương khớp, rồi làm thuốc bổ thận và tăng cường sinh lý nam giới mọi người. Thì đó là một số cái đặc điểm về cái loài chua ngụt thứ hai này. Thì chúng hai cây chua ngụt thì công dụng nó cũng gần giống nhau. Và bây giờ mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Đến đây mình xin chào và tạm biệt mọi người.